Công chúng yêu hội họa tại thành phố Hồ Chí Minh vừa được thưởng lãm 60 tác phẩm tranh tài của 12 họa sĩ ở hai miền Nam Bắc trong triển lãm Đa Diện 3. Không chỉ phản ánh đời sống nghệ thuật đương đại đa sắc, các bức tranh còn là cách các họa sĩ bộc lộ cá tính nghệ thuật của mình. Đa Diện là nhóm mở quy tụ các nghệ sĩ ở nhiều lứa tuổi, nhiều vùng miền. Vì vậy, các tác phẩm tuy mang những phong cách khác nhau nhưng có điểm chung là luôn mở trong đề tài lẫn cách thể hiện. Triển lãm sẽ diễn ra đến ngày 26 tháng 7 tại Bảo tàng Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh.